tàu lặn không có hộp đen, xác định nguyên nhân phát nổ bằng cách nào. Theo chuẩn đô đốc Mỹ John Mauge, những gì họ tìm được cho thấy một vụ nổ thảm khốc đã xảy ra, bằng chứng là hai mảnh vỡ, một là phần đuôi hình nón và mảnh còn lại là khung tiếp đất của tàu, đã được tìm thấy. Ông Ryan Jamsi, cựu thuyền trưởng tàu ngâm của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, để trả lời cho câu hỏi tại sao vụ nổ xảy ra và có thể làm gì để ngăn chặn nó, nhà chức trách sẽ phải thu thập mọi mảnh vỡ mà họ có thể tìm thấy. Sau khi các mảnh vỡ được đưa lên bờ, các nhà điều tra sẽ tìm kiếm cấu trúc đứt gãy. Đây là yếu tố then chốt giúp họ nắm được điều gì đã xảy ra. Mỗi mảnh vỡ sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để biết được hướng các sợi carbon, tìm kiếm vết rách giúp hé lộ vị trí chính xác nơi xảy ra đứt gãy. Câu hỏi lớn mà các nhà điều tra sẽ cố gắng giải đáp đó là liệu nguyên nhân vụ nổ có phải do lỗi cấu trúc hay không. Theo giáo sư Blethonton của Đại học Southampton, nếu đúng là lỗi cấu trúc thì tàu lặn đã phải chịu áp suất cực lớn, tương đương với trọng lượng tháp Eiffel. Và nếu điều đó thực sự xảy ra, thì nguyên nhân có phải là do thiếu những cuộc thử nghiệm thích hợp như một số chuyên gia đã đề cập trước đó hay không? Giáo sư George A. Smith của Học viện Hoàng gia London cho biết, sợi carbon bị gãy là do các lỗi bên trong. Ông nhận xét, các mối nối giữa sợi carbon và titan cần được kiểm tra cẩn thận, do vụ nổ rất mạnh nên khó xác định trình tự các sự kiện, vì vậy cần trục phớt các mảnh vỡ để kiểm tra cẩn thận. Hiện chưa rõ cơ quan nào sẽ dẫn dắt cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ. Đô đốc Mauger nói vụ việc đặc biệt phức tạp vì nó xảy ra ở một vùng biển xa xôi và liên quan đến những người thuộc nhiều quốc tịch. Tuy nhiên, đến nay, tuần duyên Mỹ đã đóng vai trò quan trọng nên có thể sẽ tiếp tục công việc.